các thành viên của GFX sẽ được vận hành cái robot hoặc là thông qua GFX để quản lý robot tray, thì chúng ta sẽ vào cái robottray.vn để chúng ta đọc các cái thông tin về robot tray ở dưới đây. Các cái gói trong GFX chúng ta phải chú ý rằng là cái việc lợi nhuận được chia, đúng không ạ? Và thông qua cái tỷ lệ của no loss system được đưa ra cho chúng ta là tỷ lệ rất là an toàn và có thể đạt đến rất nhiều phần trăm khi mà chúng ta vận hành tốt. Chúng ta cũng có thể chú ý cái gói đối với robot tray là gói số 5, đúng không ạ? XTB Hot FX, XNet, NX và Not FX do chúng ta quản lý hoặc là do GFX vận hành. Thì chúng ta theo dõi ở Facebook và YouTube để chúng ta có được các cái thông tin chi tiết nhất. Các cái thương hiệu ở dưới đây trong robot tray, các lịch sử, các history thì tôi có ghi rất là nhiều, đặc biệt là nó quan tâm đến cái vấn đề buy và sell là no loss system và hedging system. Các thương hiệu robot mà chúng ta cũng có thể theo dõi. Chú ý rằng vận hành robot tray và hiệu quả an toàn phụ thuộc hoàn toàn vào các cái chất lượng đã được kiểm nghiệm. Trên mạng thì có rất nhiều robot và chiến lược GFX với no loss system đưa ra dạng robot theo mô hình hedging system no loss mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Thì đây là có những cái kiểm chứng và họ lãi rất là lớn. Các history chúng ta cũng đừng ngần ngại vào gfx.edu.vn và cái hướng dẫn sử dụng robot ở trong đây. Thì bây giờ ở cái video này, khi chúng ta tham gia các cái gói đối với GFX và vận hành robot tray thì chúng ta sẽ tham khảo qua, đây là các cái tài khoản để chúng ta có thể nhìn thấy được cái history rất là nhiều. Các robot nó được vận hành, đúng không ạ? Với cái tỷ lệ rất là đều, đúng không ạ? Tham gia các cặp EG, UG, GG, đúng không ạ? Và nạp rút tiền. Thứ hai nữa là gì ạ? Các cái tỷ lệ của tài khoản được giao dịch rất là đều, đúng không ạ? Có thể can thiệp rất là nhiều các cái lệnh với cái tỷ lãi và lỗ và được rõ ràng, đúng không ạ? Hiện tại này đang đưa ra các cái tín hiệu để short sell vàng và sell Bitcoin. Thì bây giờ chúng ta đã nhìn thấy được các cái tỷ lệ này. Các history cũng đã được nhìn thấy, đúng không ạ? Tỷ lệ nạp rút cho toàn bộ tất cả mọi cái, đúng không ạ? Đây là tài khoản bên hot. Từ đó chúng ta đưa ra các cái giải pháp để chúng ta vận hành trong cái robot tray, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy các cái tỷ lệ vận hành với các việc đi lệnh để sao cho an toàn nhất. Chúng ta theo dõi cái tài khoản 894 này thì đang ở máy chủ, server ở máy chủ là chúng ta có thể theo dõi được. Cái robot này được vận hành ở trên máy chủ và mở liên tục 247, đúng không ạ? Đây là các cái tài khoản và nó đang được vận hành để đưa ra các cái giải pháp sao cho nó an toàn nhất, nạp rút tiền để ủ có khả năng chi trả cho các khách hàng. Đây là các cái máy chủ tôi đang vận hành các cái tài khoản và đưa ra XNet này, Alpha rồi XM rồi rất nhiều, đúng không ạ? Polygon đưa ra các giải pháp để cho các khách hàng và từ đó vận hành sao cho an toàn nhất để chi trả được các cái thông qua được các cái gói mà GFX đã đang vận hành. GFX quản lý robot tray và robot tray thuộc hệ thống quản lý của GFX. Hãy đọc kỹ và chúng ta có 15 cái quy trình ở đây. Tôi đọc chi tiết và các cái thương hiệu thì chúng ta sẽ vận hành. Và đầu tiên chúng ta sẽ đăng ký cái gfx.asia để chúng ta có được cái số tài khoản cũng như là đưa ra các cái giải pháp để chúng ta theo dõi các cái tài khoản của chúng ta với các gói, gói 1, gói 2, gói 3, gói 4. Thì hy vọng rằng chúng ta sẽ Zalo 098 773 2228 để biết thêm chi tiết về quỹ GFX. Đừng ngần ngại Zalo và có thể alo trực tiếp cho tôi. Xin được cảm ơn mọi người.